làm thủ tục cho đám cưới. Xin mời các quý vị sẽ thưởng thức những lời cầu hôn và chú rể sẽ tặng người vợ thân yêu của mình một bài hát rất quan trọng. Vâng, xin mời các quý vị thưởng thức một bài hát với mang tựa đề Đúng Người và Đúng Thời Điểm. Xin mời chú rể. Cảm ơn tất cả những đại gia đình và những người bạn thân yêu nhất của Lê Hùng đang có mặt tại hội trường tới ngày hôm nay. Dù sao thì đại gia đình của mình đã dành những cái tình cảm rất là thân thương dành cho Lê Hùng trong ngày hôm nay. Và cũng không để làm mất nhiều thời gian hơn, thì Lê Hùng có một ca khúc nhỏ nhỏ gửi tặng tới người vợ tương lai của mình. Anh đi khắp thế gian nhưng anh cũng chẳng tìm ai được người mà yêu anh nhiều như em. Hôm nay anh sẽ có một ca khúc nhỏ nhỏ gửi tặng đến người vợ của anh và gửi tới cả đại gia đình nhà mình, ca khúc mang tựa đề Đúng Người Đúng Thời Điểm. Cùng với anh để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn.
Mình có thể dành cho Lê Hồ và mọi người cưới của mình một tràng pháo tay thật đông nhiệt.